trong căn tin tại một trường học ở Hàn Quốc, có một nhóm học sinh đang ỉ đông bắt nạt một bạn học nữ. Không những đổ nước ngọt vào thức ăn mà chúng còn hất cả khay cơm vào người cô bé tội nghiệp. Cậu béo phía đối diện thấy cảnh này không chịu được liền lớn tiếng kêu đám bắt nạt dừng tay lại, nhưng đối phương méo thèm quan tâm. Ngược lại còn body Samsung cậu là một con lợn béo chết tiệt. Sau đó một nam sinh bước đến gần và uy hiếp cậu rằng ăn thì ăn đi không tao và cho lịch hàm bây giờ. Tuy nhiên tên giang hồ trường mẫu giáo này vẫn chưa biết là cậu béo đã không còn là cậu béo của ngày xưa nữa rồi. Thời gian quay ngược lại 2 ngày trước, Ban Su là một ông trùm xã hội đen khét tiếng nhất chợ đầu mối. Nhà giàu vợ đẹp tiền tiêu vài đời cũng chẳng hết. Hiện tại anh đang cầm đầu một băng đảng rất có số má chuyên đi đâm thuê chém mướn không từ một thủ đoạn. Nhìn tay đàn em khép nép như gái mới về nhà chồng đủ hiểu Ban Su có uy quyền như thế nào. Và người được vị đại ca này tin tưởng nhất chính là quản lý Man Chun. Hiện tại Ban Su đang có hợp đồng giúp một công ty bất động sản giải phóng mặt bằng để xây trung tâm thương mại. Hầu như tất cả mọi người đều đồng ý di rời nhưng một xưởng gỗ chai lì vẫn nhất quyết đòi ở lại. Rượu mời không uống lại thích rượu phạt. Thế là Ban Su lệnh cho Man Chun dẫn 500 anh em đến đó hỏi thăm sức khỏe của chủ xưởng. Nếu ông ta không ký tên giải tỏa mặt bằng thì phải để lại một thứ ở trên người. Ví dụ cụ thể như cánh tay chẳng hạn, chủ xưởng sợ phọt cả chu bin ra quần vội đồng ý rời đi. Ngày nọ, Ban Su dùng bữa tại quán mì bình dân, bàn đối diện là một cậu nhóc trung học béo như lợn. Dong Hyun ăn xong 8 tô mì thì phát hiện quên mang theo ví. Thế là Ban Su bất đắc dĩ phải trả tiền giúp cậu ta sau đó lái xe về nhà. Vì kẹt đường nên anh bước ra hít mùi rác cho bổ phổi, đang trả lời điện thoại thì cậu học sinh vừa rồi đột nhiên ngã từ sân thượng xuống. Ma xui quỷ khiến thế nào lại rơi thẳng vào người anh, mở mắt ra thì Ban Su thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cô y tá thì luôn miệng gọi anh là Dong Hyun khiến cho vị đại ca giang hồ này không hiểu chuyện quần què gì cả. Anh bỏ ra ngoài thì hoảng hốt phát hiện chính mình đang nằm trên giường bệnh trong một căn phòng khác. Lúc này ông chủ xưởng gỗ chạy vào vừa khóc vừa gọi anh là con trai. Ban Su nhìn vào trong gương mới chợt nhận ra mình đã bị hoán đổi thân xác với cậu học sinh đầu to mặt đục kia. Vì cách cư xử kỳ lạ của Dong Hyun nên bác sĩ phán đoán rằng do cậu bị ngã từ trên cao xuống nên rơi mất não rồi. Đang ngồi buồn thúi ruột thúi gan thì Ban Su nhớ đến bà chủ quán mì. Trước khi anh rời đi bà ấy đã nói sẽ tặng anh một món quà bất ngờ. Nhưng khi Ban Su tìm đến thì quán mì đó đã đóng cửa dẹp tiệm luôn rồi. Chơi gì ác dữ vậy bà nội? Ban Su không thể chấp nhận được sự thật nên chỉ đành quay về căn penthouse của mình. Anh vô cùng xúc động khi thấy vợ ngồi khóc một chỗ. Ai ngờ cô ta chỉ đang tiếc thương cho sợi dây chuyền bị hỏng. Đúng là cảm lạnh thật mà. Vừa nhìn thấy người lạ cô liền hoảng sợ báo cảnh sát. Ban Su càng giải thích càng khiến vợ sợ hãi hơn. Thằng biến thái này núp gầm giường nhà người ta hay sao mà biết bà bị hôi nách vậy? Cuối cùng cô ta rút ra một con dao làm bếp dài xương xương 1 mét để bảo vệ mình. May là cảnh sát có mặt kịp thời bớ Ban Su về đồn, chứ muộn tí nữa thì anh xác định lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Bố của Dong Hyun là Dong Ki bảo với cảnh sát rằng con trai của mình mất trí nhớ nên mới vô tình bấm được mật khẩu và đi vào nhà người ta như vậy. Đương nhiên anh cảnh sát không tin nhưng vì có giấy xác nhận của bệnh viện và Hyun vẫn chưa đủ tuổi nên đành phải cho cậu nhóc ra về. Không muốn sống trong cái thân xác đầy nặng nề này nên Ban Su đã đến bệnh viện làm mọi cách để nhập hồn vào cơ thể của mình. Nhưng dù có ôm ấp giống như hai người đàn ông đang đấu kiếm trên giường thì vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ có Man Chun xông vào định đấm Hyun vì nghĩ rằng thằng nhóc này định ám sát đại ca mình. May là y tá đến kịp dùng bom thối giải tán đám đông. Hết cách Ban Su chỉ có thể theo bố của Dong Hyun về nhà sống tạm qua ngày. Dù nhà nghèo và mới bị thằng đại ca xã hội thâm giải tỏa mất xưởng gỗ nhưng Dong Ki vẫn hết mực yêu thương con trai. Ông nấu cho con một bữa cơm thịnh soạn nhưng Ban Su lại chê vì quá nhiều đồ có hại cho sức khỏe. Ai ngờ vừa mới nhắm mắt lại rồi mở mắt ra đã sơi hết cả bàn luôn rồi. Ngày hôm sau Ban Su quyết định đến trường để tìm hiểu vì sao Dong Hyun lại nhảy lầu. Vừa vào phòng hiệu trưởng anh liền đưa tay ra bắt rồi còn nhảy luôn ghế ngồi của ông ấy. Dong Ki muốn đòi lại công lý cho con trai nhưng vì nhà nghèo nên hiệu trưởng chỉ trả lời qua loa. Thấy vậy Ban Su đành tự mình bước vào trong lớp xem sao, vừa mở cửa ra anh liền được các bạn chào đón hết sức thân thiện. Nhìn hình ảnh này trong đầu tôi lại vang lên 3 từ, Ban Su không muốn chấp vặt với bọn nít danh nên cho qua chuyện. Trong bữa trưa ở căng tin cô bạn cùng lớp là Hê Giang bị đám bạn xấu bắt nạt, thấy bọn chúng càng ngày càng quá quát Ban Su nhịn không nổi nữa liền kêu dừng tay lại. Ai ngờ cái lũ mất dạy không thèm nghe mà còn bước đến uy hiếp anh, tên đầu gấu trường mẫu giáo đòi vuốt yêu ảnh đại diện của Ban Su nhưng bị thầy giáo phát hiện ngăn cản. Bắc Trứng Ung tỏ ra ấm ức nên dặn dò bốn mắt ra về hãy cẩn thận, nhưng tan học Ban Su mới là người đến tìm hắn. Tưởng người trước mặt chỉ là Dong Hyun yếu ớt nên Trứng Ung khá chắc kèo chiến thắng, ai ngờ còn chưa kịp làm gì đã ăn ngay một và đi đứng siêu vẹo luôn. Hắn tính phản công liền ăn thêm 2 cái bạt tai nữa ngã cắm mặt xuống đất, 2 thằng đàn em định nhào tới giúp cũng bị tát cho lệch hàm. Bọn mày đừng có cản nữa, để tao khô máu với cái thằng béo kia, này mà bỏ tay ra chắc năm sau là ngày giỗ đầu của Trứng Ung quá. Vì không đánh lại Dong Hyun nên bọn chúng chuyển qua bắt nạt bạn cùng bàn của cậu,
Xui thay Dong Hyun vô tình đi ngang qua khiến đám hổ báo cáo chồn sợ tái hết cả mặt. Thấy đối phương lấy điện thoại của mình, Park Chung Ung liền lao lên thì ăn ngay một vả vào mặt. Chúng mày mà còn ăn hiếp người khác nữa thì xác định cỏ mọc xanh mộ ngay chưa. Sau khi kiểm tra điện thoại của Chung Ung, Ban Su phát hiện đoạn video Dong Hyun bị đám bạn xấu bắt nạt. Hóa ra cậu béo thích thầm cô bạn Hye Jang cùng lớp, nên bọn chẩu tre này đã treo giày của cô bé lên cột anten trường. Vì muốn giúp cờ rớt mà Dong Hyun đã không ngại nguy hiểm, kết quả trượt chân ngã trúng đầu Ban Su. Xem đến đây, ông trùm xã hội thâm chán chẳng buồn nói. Sáng hôm sau, Park Chung Ung đem chuyện bị đánh nói với đại ca của mình là Kim Sun Sun biết. Ban Su không sợ mà còn cẩn thận dặn dò hắn đừng có chơi ngu lấy số. Tên giang hồ mạng nhìn thấy thần thái của đối phương liền bị dọa cho xém rơi chu bin ra quần. Phía bên kia, trong khi chồng nằm viện không rõ sống chết ra sao thì vợ của Ban Su lại đi hú hí với trai lạ. Không những vậy còn bị băng đảng xã hội thâm đối thủ uy hiếp. Còn Ban Su sau khi hiểu ra vấn đề đã đến tìm Man Chun, anh ta cho rằng tên béo lại muốn thông đít đại ca của mình nên đe dọa sẽ xử lý cậu tại chỗ. Nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị Ban Su bóp trứng rái đau quá đứng ngồi không yên, sau đó anh kể toàn bộ mọi chuyện cho đàn em biết. Man Chun ban đầu không tin nhưng khi nghe tên béo nói ra toàn bộ thói hư tật xấu của mình liền bị thuyết phục, ngay cả cách hành xử cũng như ánh mắt thì đích thị đây là đại ca rồi. Ban Su muốn tiếp tục điều hành công việc của băng đảng nên quyết định nghỉ học, nhưng lúc ra về Hye Jang lại vô tình va vào anh làm rơi mất con gấu bông. Thế là Ban Su đuổi theo trả lại gấu bông cho cô bé, không ngờ nhìn thấy mẹ của Hye Jang chạy tới. Nhưng sốc hơn đó cũng chính là người yêu cũ của anh, Ban Su không kìm chế được liền gọi tên của mẹ Hye Jang. Kết quả bị Misu đập cho u đầu vì cái tội hỗn láo. Buổi tối Ban Su nhớ lại những ký ức đẹp đẽ của hai người, nhưng đẹp đâu không thấy chỉ thấy anh bị Misu đập muốn nứt gáo rửa. Lúc này anh chợt nhận ra điều gì đó. Thế là sáng hôm sau anh cho người lấy tóc của mình, sau đó chặn đường Hye Jang rồi nhẹ nhàng nhổ một cọng tóc trên người cô bé. Ngay khi có kết quả giám định ADN, Ban Su liền rơi vào trầm tư vì Hye Jang chính là con gái ruột của mình. Hôm sau đám nữ sinh xấu tính lại bắt nạt Hye Jang. Ban Su không thể động tay với đàn bà và phụ nữ nên quyết định để cho Man Chun xử lý, nhưng cấp dưới liền từ chối vì anh ta cũng có đạo đức riêng. Thế là anh đành phải đến gặp Misu nói cho cô ấy biết Hye Jang bị bắt nạt ở trường. Misu liền rưng rưng nước mắt nói đó là lỗi của mình. Vì con bé không có bố nên từ khi đi học đến nay luôn bị bạn bè ức hiếp trêu chọc. Nghe tới đây Ban Su vô cùng ân hận. Anh quyết định phải bảo vệ con gái mình đến cùng. Trong vai Dong Hyun, anh đã rủ Hye Jang đi tập thể dục nâng cao sức khỏe, bản thân thì giảm mỡ còn con gái thì học cách chiến đấu của Man Chun. Con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh, chính vì vậy Hye Jang rất nhanh đã lĩnh ngộ được các chiêu thức võ công thượng thừa, thậm chí đánh thắng luôn cả một thanh niên sức dài vai rộng. Phía bên kia Ban Su cũng hết sức chăm chỉ luyện tập. Cuối cùng từ bụng một múi to trà bá nay đã thu gọn lại thành 6 múi chuẩn soái ca. Anh đi đến đâu là các em gái phải chảy nước miếng theo đến đó. Tối nọ trên đường quay về nhà, anh vô tình nhìn thấy bố của Dong Hyun bị đám giang hồ vây đánh. Ban Su liền lao vào giúp đỡ nhưng Dong Ki lại sợ con trai mình bị thương nên đã dùng thân che chở cho anh, cuối cũng bị đánh bất tỉnh nhân sự. Thế là Ban Su gọi điện kêu Man Chun đến dạy bọn cho vay nặng lãi một bài học. Vì ăn đấm chịu không nổi nên cuối cùng chúng đành phải xin lỗi và xóa hết nợ cho Dong Ki. Đấy, chúng mày ngoan như vậy có phải đỡ bị ăn đấm rồi không? Sau khi dìu Dong Ki về nhà, Ban Su đã nấu cơm chăm sóc cho ông ấy. Mặc dù là một kẻ khá cục xúc nhưng anh lại ngưỡng mộ tình cảm cha con của hai người. Có điều đến giờ này anh vẫn chưa biết là chính mình đã sai đàn em đuổi ông ấy ra khỏi xưởng gỗ nên mới phải đi vay nặng lãi. Hôm sau đám nữ sinh lại giở trò bắt nạt Hye Jang. Cứ tưởng ngon cơm, ai ngờ bị cô bé bón hành cho ăn ngập miệng. Ban Su ngồi gần đó thấy vậy liền nở một nụ cười đầy điếm thúi. Buổi tối anh đến quán ăn của Misu ôn lại kỷ niệm xưa. Đúng lúc này có một đám dê già dám đưa tay nắn đảo của cô ấy. Ban Su liền tức giận đấm cho bọn chúng không trượt phát nào. Mười mấy năm rồi tao còn chưa được sờ mó gì mà chúng mày dám hốt tay trên à? Sợ có án mạng xảy ra, Misu liền chạy đến ngăn cản. Không ngờ chỉ với một ánh mắt mà cô nhớ lại cái thằng chơi song rong đã bỏ rơi mình năm xưa. Gần đây Misu phát hiện tính cách của Dong Hyun rất giống bố của Hye Jang. Thế là Ban Su quyết định thú nhận toàn bộ mọi chuyện với cô ấy. Misu ban đầu không tin nhưng khi nghe anh nhắc lại toàn bộ kỷ niệm của hai người thì cô ấy đã tin. Ban Su hỏi tại sao năm đó không cho anh biết là cô đã có thai. Nhưng Misu lại đột nhiên tức giận bảo Ban Su không xứng đáng rồi đuổi anh ra khỏi tiệm. Hóa ra trước đây hai người từng là thanh mai trúc mã. Nhưng vì anh là con người của sự nghiệp nên đã lấy luôn con gái của ông chủ tịch. Không muốn dính dáng đến cái thằng chơi song rong này nên Misu đã giấu chuyện mang thai rồi một mình nuôi con gái. Hôm sau nhìn thấy gương mặt hớn hở của Hye Jang khi được đàn anh mời đi dự sinh nhật, Ban Su đoán rằng con gái đã biết yêu rồi. Không ngờ lúc cô bé đến nơi thì phát hiện bọn bắt nạt mình cũng được mời. Trong khi đó Ban Su hẹn Misu ra quán trà đá gặp mặt. Anh xin lỗi cô nhưng không được chấp nhận, vì muốn nối lại tình xưa nghĩa cũ anh đã liều mạng đuổi theo ôm hôn Misu khiến mọi người trong quán há hết mồm miệng. Sau đó thì một tiếng tát chấn động trời đất vang lên, Misu quyết định lôi tên dê sồn này lên đồn cảnh sát.
Lúc này Pan Su nhận được cuộc điện thoại gọi từ bạn cùng bàn báo rằng He Giang đang gặp chuyện. Thế là anh lập tức chở người yêu cũ phóng như bay đến đó. Phía bên kia đám bạn mất dạy muốn quay lại cảnh He Giang uống rượu để nhà trường đuổi học cô bé. Vì là học sinh giỏi mười mấy năm rồi nên He Giang liền từ chối. Tên đàn anh lập tức hiện nguyên hình đổ hết bát rượu lên đầu cô bé. Rồi cho cả đám bạn trêu chọc xỉ vả. Rất may Pan Su đã có mặt kịp thời. Anh nhẹ nhàng đánh cho đám bảo vệ bất tỉnh nhân sự rồi xông vào trong. Sau khi choàng áo cho He Giang, anh muốn đưa con gái rời khỏi nơi này. Nhưng bọn chầu tre chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy vếu sẽ chưa hết hồn. Thế là anh liền ra tay giúp bọn khốn nạn này có thêm một bài học về cuộc sống. Với sức mạnh của mình, anh liên tiếp đi đường quyền khiến đám trẻ trâu méo hết cả ảnh đại diện. Thằng nào xông đến đều được anh tận tình chăm sóc răng hàm miệng, nhưng vì bọn chúng đông quá nên Pan Su cũng phải ăn vài cú đấm. Cuối cùng chỉ còn lại tên đầu gấu bị anh đánh cho ngã nhào xuống hồ bơi. Phía bên kia tên bad boy cay cú định ra tay với He Giang nhưng cô bé đã nhanh chóng né được. Sau đó quay lại phản công đá một phát tiệt luôn đường sinh sản của hắn. Màn anh hùng cứu mỹ nhân của Pan Su khiến cho hội trụy em sướng tê cả người. Sáng hôm sau, Man Chun bất ngờ bị ngăn không cho đi vào bệnh viện. Anh liền điều tra và phát hiện băng đảng đối thủ đã cấu kết với vợ của Pan Su để hãm hại đại ca của mình. Còn chưa biết phải xử lý chuyện này ra sao thì Pan Su bất ngờ nhận được lời tỏ tình của con gái. Anh chỉ biết hét vào mặt cô bé rồi bỏ đi. Không ngờ He Giang lại lủi thủi về nhà tâm sự chuyện này cho mẹ nghe. Mi Su thấy vậy liền hốt hoảng cấm con gái không được yêu cái thằng trời đánh thánh vật ấy. Hôm sau cô tìm đến trường gặp Pan Su chửi cho một trận như tát nước vào mặt. Anh giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm chứ bản thân cũng đâu có muốn. Không ngờ lúc này He Giang lại đi ngang qua. Đến nước này Pan Su chỉ có thể nói thẳng. Người mà anh thích chính là mẹ của cô bé. He Giang nghe xong đùng bùng cả lỗ tai. Cô cho rằng mẹ đã lớn tuổi rồi mà còn gặm cỏ non muốn cướp bạn trai của mình. Mặc kệ lời giải thích của Mi Su, cô bé sang chấn tâm lý liền bỏ chạy. Đúng là nhức cái đầu thiệt mà. Mặt khác, Chim Sun Sun, kẻ thù của Pan Su, đã đột nhập vào bệnh viện. Đang định giết người diệt khẩu thì Dong Hyun bất ngờ tỉnh dậy trong thân xác của Pan Su. Hắn ta nhìn thấy anh thì hoảng sợ quá ngã đập đầu xuống đất ngất luôn trên cành quất. Dong Hyun không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cậu cảm thấy nhớ nhà nên quay về tìm bố đòi ôm ôm khiến Dong Ki ngớ hết cả người. Tự nhiên có thằng khùng nào xông vào gọi mình là bố thế này, đang định tìm đường bỏ chạy thì Pan Su cũng vừa trở về. Sau khi đấm cho đối phương một cái để bình tĩnh lại, anh mới bắt đầu giải thích tất cả mọi chuyện. Dong Ki không tin vào mắt mình cho đến khi con trai nhắc lại chuyện hồi nhỏ. Việc thân xác của mình đã tỉnh lại khiến Pan Su nghĩ ra một diệu kế. Hôm sau anh dẫn Dong Hyun đến quán ăn của Mi Su và giả vờ rằng đã hoán đổi lại linh hồn để cậu ta xin lỗi cô ấy giúp mình. Đang cảm động thì Chim Sun Sun dẫn 500 anh em xã đoàn tìm tới. Dong Hyun mới tỏ ra mạnh mẽ chưa được 2 giây đã phải khép nép đứng đằng sau Mi Su. Em không biết gì hết. Em vô tội ạ. Pan Su không muốn cô cậu làm xấu mặt mình nên đã đẩy hai người vào trong bếp trốn. Sau đó ra tay đấm cho tên đàn em của Chim Sun Sun lên bờ xuống ruộng. Hắn cho rằng kẻ đối diện chỉ là một tên nhóc biết chút ít võ công nên tỏ vẻ khinh thường. Ai ngờ Pan Su lại một mình cân hết cả đám đàn em của hắn, thằng nào xông đến cũng đều được anh quật cho bất tỉnh nhân sự. Thấy tình hình không ổn, Chim Sun Sun liền cử cận vệ giỏi nhất của mình lên. Tên này có vẻ khá mạnh khi vừa vào trận đã vật ngã được Pan Su, nhưng anh đường đường là một đại ca xã hội thâm thì làm sao có thể thua được cơ chứ. Sau một hồi đánh qua đánh lại, anh ép hắn lên bàn rồi thẳng tay đấm như giã gạo. Không ngờ bọn chúng chơi bẩn đập chai bia vào đầu Pan Su khiến anh choáng váng. Pan Su cố gắng tiếp tục chiến đấu nhưng vẫn không thể trụ được trước pha chơi lén lần thứ hai của Chim Sun Sun. Hắn dùng dao đe dọa ép hai người bên trong ra ngoài. Ai ngờ Mi Su chơi lớn vặn bình ga rồi cầm bật lửa lên dọa ngược lại. Vì không muốn chết chùm nên Chim Sun Sun cùng đồng bọn vội chim én khỏi nơi này. Sau khi bọn chúng biến mất khỏi tầm mắt thì Dong Hyun mới cầm cái giá ra tiếp ứng. Mặt khác, Man Chun đã giao lá thư do chính tay Pan Su viết cho bố vợ. Nội dung bên trong là toàn bộ kế hoạch tàn độc của con gái ông ta. Trên đời này điều mà ông ta ghét nhất chính là gia đình tính kế hãm hại lẫn nhau. Trong lúc ả chối tội đã vô tình thừa nhận tội trạng của mình, tên người yêu cũng bị bắt đến đây. Ả dâm tiện tưởng rằng Pan Su đã bị Chim Sun Sun giết chết, ai ngờ anh lại lành lặn bước vào. Thì ra Pan Su đã nhờ Dong Hyun trong thân xác của mình đến gặp bố vợ, còn anh ở bên ngoài hỗ trợ cậu nhóc nói chuyện. Bố vợ thấy con gái mê khoai bỏ bê việc gia đình nên đã giao cho con rể toàn bộ quyền quản lý, không ngờ cô ta lại tung ra bằng chứng Pan Su có con riêng. Nhưng đúng lúc cao trào thì bộ đàm lại mất tín hiệu, thế là Dong Hyun đành phải làm theo cách của mình. Cậu thú nhận chuyện đó là có thật khiến bố vợ hết sức tức giận, tuy nhiên ông vẫn cho anh hai sự lựa chọn. Một là bỏ lại quá khứ và hướng đến tương lai, còn không thì mất hết tất cả sự nghiệp. Ai ngờ Dong Hyun lại trả lời rằng gia đình quan trọng hơn, anh không muốn phải hối hận thêm một lần nữa. Bố vợ chẳng còn cách nào khác nên đành để con rể rời đi. Ra đến bên ngoài, Dong Hyun sợ bị Pan Su đấm cho không trượt phát nào. Nhưng Pan Su lại ôm chầm lấy cậu, cảm ơn vì đã thay anh đưa ra quyết định đúng đắn. Cả hai không ngờ rằng ả dâm tiện kia trong lúc tức giận đã lái xe phóng thẳng vào bọn họ.
Ban Su kịp thời đẩy Dong Hyun ra nhưng bản thân thì lĩnh trọn cú đâm, rất nhanh anh đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nghĩ rằng bản thân sẽ không thể qua khỏi nên Ban Su đã nói anh chính là bố của Hye Jang và xin lỗi cô bé vì năm xưa đã bỏ rơi hai mẹ con. Nghe đến đây Hye Jang vô cùng sốc khi cờ rớt lại là bố mình. Nói xong Ban Su liền ngất đi còn Dong Hyun thì đột nhiên ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Trong lúc mơ màng anh nhìn thấy bà chủ quán mì Bình Dân đang phẫu thuật cho mình. Hôm sau cả hai đã trở về như bình thường. Dong Hyun bước vào lớp liền ngạc nhiên khi mọi người đều chào đón cậu. Không những vậy tên đầu gấu hay bắt nạt cậu lại ngoan hiền hơn hẳn. Nhưng điều quan trọng nhất là cậu đã chiếm được trái tim của người đẹp Hye Jang. Phía bên kia Ban Su đã rửa tay gác kiếm giúp Misu kinh doanh quán mì. Ngay cả bố của Dong Hyun cũng tới đây làm việc. Bộ phim đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.